Xin chào các cô nàng xinh gái và các anh chàng đẹp trai đã quay trở lại với video Squad Son của siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làng đẹp từ xứ sở kim chi tới cho các bạn. Và hãy đoán xem trong video ngày hôm nay của chúng ta là gì nào? À, chắc hẳn các bạn đã đoán được rồi đúng không? Trong video ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn tiếp tục là dòng son 3C đến từ thương hiệu 3C Palanda của Hàn Quốc. Tuy nhiên thì không phải là dòng son 3C Velvet Lifting như video lần trước, mà lần này Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những dòng son sinh sau đẻ muộn của 3C Velvet Lifting, nhưng mà độ hot của nó thì cực kỳ là hot và không phải bàn cãi nữa. Đó chính là dòng 3CE Soft Lips Liquor. Đây là một trong những dòng son đang gây náo loạn trên thị trường hiện nay, mặc dù còn có rất nhiều dòng son khác. Mọi người thì thường hỏi Kiều Anh rằng là tại sao dòng son này sinh sau để muộn mà lại hot như thế, thì chắc chắn rằng là phải nằm ở cái thiết kế của nó cũng như là cái chất son rồi. Và dòng son 3CE Soft Lip Liquor lần này thì không phải là dòng son lì, cũng không phải là dòng son bóng. Đây là sự kết hợp giữa son lì và son bóng và cho ra chất son mềm mại. Và trong video ngày hôm nay Kiều Anh sẽ không squat đến các bạn các màu nữa, mà trong video ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ chỉ squat dòng crack up, màu crack up này còn gọi là đỏ hồng trầm thôi. Và bây giờ chúng mình bàn qua một chút về cái vỏ bề ngoài của nó nhé. Khác với dòng 3C Velvet Lifting lần trước thì ở phần vỏ thân này nó sẽ có một cái lớp giấy bọc, và từ đó thì mình sẽ không nhìn thấy được màu son bên trong. Mặc dù là cái vỏ thân son bên ngoài thì đã thể hiện khá rõ cái màu son rồi, tuy nhiên thì với dòng Soft Lip Liquor lần này thì cái phần thân son nó sẽ để phần với cái chất liệu là nhựa trong như thế này, và chúng mình có thể nhìn thấy rõ cái chất son bên trong. Và với phần nắp thì vẫn sẽ giữ cái thiết kế phần nắp như cũ, tuy nhiên thì với cái phần thân này thì nó cũng đã thể hiện rõ cái màu son bên trong rồi. Và với thiết kế lần này thì chắc chắn Oanh sẽ chấm 10/10, bởi vì thiết kế của nó quá là tuyệt vời luôn, và cái vỏ của nó thì cực kỳ là sang chảnh, nhất là khi mà chúng mình đi chơi với bạn bè nhá, mà rồi chúng mình bỏ thỏi son ra rồi chúng mình tô lên, trời ơi trông nó khí chất thật sự luôn đấy. Và với cũng giữ nguyên cái thiết kế như cũ và lần trước Kiều Anh đã có chia sẻ, đó chính là 3CE thì vẫn sẽ để tên, màu son cũng như là ở xuất xứ và hạn sử dụng ở ngay phần dưới đáy son này. Và ở trên phần thân son cũng sẽ có một cái tem đến từ nhà sản xuất như thế này, để chúng mình có thể đảm bảo rằng là cái son này thì chưa có ai mở. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau nói qua về cái màu son của video ngày hôm nay. Như anh đã nói rồi, hôm nay chúng mình sẽ nói về màu đỏ hồng trầm. Và đúng như cái tên của nó luôn, đây là sự kết hợp giữa màu đỏ này, màu nút này và màu cam một chút. Tuy nhiên thì nó sẽ thiên về màu đỏ nhiều hơn. Và anh đã xem review ở trên trang web của 3CE và review của khá nhiều blogger, và người ta nói rằng là cái màu này thì sẽ phù hợp với những cô nàng kiểu chín chắn một chút, trưởng thành một chút, quyến rũ một chút. Nhưng bản thân anh thấy thì chúng mình ai cũng có thể sử dụng được màu này thôi. Và màu này thì chắc chắn là sẽ khiến cho chúng mình thời thượng hơn rất rất nhiều rồi. Trời ơi, và bây giờ anh không nói nữa, chúng mình hãy cùng nhau đi vào squat nhé. Và ngày hôm nay anh sẽ vừa squat trên tay và squat trên môi để xem nó lên màu như thế nào nhé. Trước khi vào squat son thì Oanh cần phải tẩy son trên môi của mình đi đã, và Oanh cũng đã chuẩn bị giấy tẩy trang cùng với một hộp phấn như này để có thể nhìn thấy rồi. Màu son này hôm nay của Oanh thì cũng trôi đi khá là nhiều rồi. Bây giờ chúng mình squat trên tay trước nhá. Hãy squat trên tay trước để xem màu của nó như thế nào. Hẳn rằng là bây giờ đã gần đến mùa hè rồi, mọi người sẽ lo là bọn mình bôi son rồi son sẽ bị toát mồ hôi ra và màu son sẽ trôi rất là nhanh đúng không? Tuy nhiên thì với dòng này thì không cần phải lo lắng quá nhiều nhá. Các bạn có nhìn thấy rõ không? Như trên tay kiểu Oanh đây đang là màu đỏ hồng trầm. Nhìn qua một chút thì sẽ có khá nhiều bạn hỏi rằng là tại sao màu này nó giống với màu đỏ rượu vang đúng không? Khá giống với màu đó. Tuy nhiên thì màu đỏ hồng trầm này lên nó sẽ có một sức hút riêng, và không phải nó giống với màu đỏ rượu vang đâu. Và màu này lên thì lên khá là rõ, và với những cô nàng da ngăm hay là da trắng thì đều có thể đánh được hết. Và bây giờ thì không nói nhiều nữa, Oanh sẽ đánh luôn lên môi để xem màu của nó như thế nào nhá. Môi của Oanh khá là khô, thế nên là trước khi đánh son thì Oanh cần phải có một lớp dưỡng. Tuy nhiên hôm nay không chuẩn bị rồi thì thôi mình cũng không cần phải bôi lớp dưỡng nữa. Ta-da, vậy là Oanh đã đánh xong màu này rồi.
Mọi người thấy thế nào? Nhưng mà Oanh cảm thấy rằng là màu này lên nó sẽ thiên một chút về màu tím. Tuy nhiên thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào sắc tố môi của mình. Nếu như mà môi của bạn sẽ có nhiều sắc tố đỏ hơn thì khi mà mình lên môi, môi nó sẽ thiên về cái màu đỏ tím như thế này, màu tím tím như thế này. Tuy nhiên thì nếu như mà môi của bạn ít sắc tố đỏ và môi của mình nó kiểu trắng bợt ấy thì lên màu nó sẽ có thiên về màu đỏ nhiều hơn. Mình sẽ chấm màu son Prec Up đỏ hồng trầm này lần này sẽ là 8 trên 10. Bởi vì trên thực tế thì với cái màu này khi lên thì anh cảm thấy rằng là môi của anh không được hợp cho lắm, bởi vì da của mình ngăm nhiều quá và lên nó bị thiên về cái màu tím. Tuy nhiên thì với những bạn da trắng này thì anh nghĩ là đánh màu này nó sẽ đẹp hơn. Và khi mà đánh lên môi thì không giống như dòng 3C Velvet Lip Tint, dòng 3C Soft Lip Liquor này thì lên nó sẽ lì nhanh hơn, đồng thời là nó sẽ không gây dính môi và tuy nhiên thì nó vẫn dưỡng môi khá là nhiều. Và với dòng này thì dù bạn có trang điểm make up hay không thì bọn mình vẫn đánh được như thường thôi. Và với màu son Break Up đỏ hồng trầm này thì Kiều Anh đã hiểu tại sao mà các blogger nói rằng là nó hợp với những người phụ nữ chín chắn, trưởng thành và quyến rũ rồi. Tất nhiên là bởi vì nó lên màu trông khá là sexy. Và tất nhiên màu này khi mà chúng mình đi party, đi những bữa tiệc đêm hay là chúng mình đi sinh nhật thì màu này sẽ phù hợp hơn cả. Và màu này đánh lên trông nó rất là quyến rũ luôn. Thế nên các bạn hãy nhớ nhá, nếu mà chúng mình có thiên về phong cách sexy, quyến rũ, trưởng thành một chút thì nên chọn cái màu Prec Up đỏ hồng trầm này. Và thêm một điểm nữa đó chính là trước khi chúng mình đánh thì nên bôi một lớp son dưỡng. Nếu đối với những bạn khô môi hoặc là đối với những bạn muốn màu lên chuẩn thì chúng mình hãy đánh một lớp phấn trước khi chúng mình bôi. Và điều quan trọng hơn là với dòng son này nó sẽ giữ trên môi của chúng mình từ 3 đến 4 giờ đồng hồ. Tuy nhiên trong trường hợp mà chúng mình ăn nhiều đồ dầu mỡ, chúng mình ăn uống thì nó sẽ bị trôi đi nhanh hơn như thế. Nhưng mà các bạn yên tâm nhá, bởi vì dòng son 3C này có một cái điểm Oanh rất là thích. Đó chính là khi mà dòng son, cái lớp son chính ở bên trên môi của mình trôi đi rồi, nó sẽ vẫn để lại một cái lớp base hồng. Và cái lớp này thì sẽ khiến cho môi của mình lúc nào cũng hồng hào luôn. Thêm một điểm nữa đó chính là hãy luôn giữ cái phần son này thật sạch sẽ. Bởi vì là nếu như tay của chúng mình khi cầm vào nó sẽ bị in hẳn cái vân tay và trông thỏi son sẽ không được đẹp lắm. Vậy là ngày hôm nay thì chúng mình đã nhìn thấy Oanh Squad dòng son này rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì để mua được dòng son tốt nhất, chất lượng nhất thì hãy liên hệ ngay tới hotline của Korea Shop 24h là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về dòng son 3CE Squad Lip Shop này. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi để nhận được nhiều tư vấn hơn, nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho dòng son 3CE đến từ Hàn Quốc này. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì các bạn đã biết rõ hơn về dòng son 3CE Soft Lip Liquor cũng như là biết rõ cách sử dụng này, rồi chúng mình nên dùng trong thời điểm nào rồi đúng không? Và hãy nhớ mua tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h nhé. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye!